Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình chứng khoán cuối tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, báo cáo phát triển bền vững không còn xa lạ với các công ty đại chúng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, trên thực tế, chất lượng báo cáo của các doanh nghiệp vẫn dậm chân tại giai đoạn khởi động. Vậy hiện nay tại Việt Nam đã có những đơn vị nào tiên phong xây dựng báo cáo phát triển bền vững, đã đáp ứng đủ yêu cầu cho các nhà đầu tư hay chưa? Cần làm gì để thúc đẩy hoạt động này tại các doanh nghiệp? Chứng khoán cuối tuần này sẽ cùng đi tìm câu trả lời cho chủ đề này. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tổng hợp của chúng tôi về những doanh nghiệp nào tại Việt Nam đã có báo cáo phát triển bền vững qua phóng sự ngay sau đây. Mở đầu cho báo cáo phát triển bền vững tại Việt Nam có thể được coi là xuất phát từ quy định của Bộ Tài chính về lĩnh vực chứng khoán. Và văn bản pháp lý đầu tiên yêu cầu công bố thông tin về phát triển bền vững của các doanh nghiệp niêm yết là thông tư số 155/2015 Bộ Tài chính ngày 6 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Khi mà đưa ra các cái văn bản pháp luật thì chúng tôi cũng phải nghĩ đến một cái cục diện tổng thể, đó gồm có tất cả các doanh nghiệp, từ doanh nghiệp lớn đến doanh nghiệp bé. Thì hiện nay thì trên sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh thì cũng có khoảng hơn 300 công ty, và bên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thì cả niêm yết cả upcom thì cũng khoảng rơi vào khoảng tầm 700 công ty. Đấy là những doanh nghiệp đã niêm yết rồi thì họ cái khả năng thực hiện một cái báo cáo phát triển bền vững của họ thì nó cũng có thể là nó khả thi, nhưng đối với những doanh nghiệp mà họ nhỏ lẻ, họ chưa niêm yết thì cái việc mà đưa ra một cái báo cáo phát triển bền vững mà nó riêng lẻ so với báo cáo thường niên là tôi nghĩ là nó cũng vẫn còn đang gặp nhiều trở ngại. Thế hiện nay là về cái khung pháp lý hiện chúng tôi vẫn đang để cái mục báo cáo phát triển bền vững nó nằm trong một mục của báo cáo thường niên. Thì theo như là cơ quan quản lý thì là chúng tôi cũng rất là e ngại về cái chi phí đối cho doanh nghiệp, thì đa số là vẫn đang đính kèm trong báo cáo thường niên, còn chỉ có một số ít doanh nghiệp là có làm lập cái báo cáo phát triển bền vững riêng. Và trong đó thì hiện nay là có điển hình như là bên tập đoàn Bảo Việt ấy, là làm cũng rất là nhiều năm nay rồi. Trong thời gian sắp tới thì chắc là Ủy ban chứng khoán cùng với cả Bộ Tài chính thì chắc cũng sẽ đưa vào luật chứng khoán để bắt buộc để đưa cái nội dung này vào cái nội dung công bố thông tin bắt buộc. Tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp tập đoàn đã tiên phong trong lập báo cáo phát triển bền vững ngay từ khi chưa có quy định pháp lý yêu cầu bắt buộc lập báo cáo phát triển bền vững, như tập đoàn Bảo Việt, công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk, công ty cổ phần dược Hậu Giang, tổng công ty cổ phần khoan dịch vụ khoan dầu khí, công ty cổ phần nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà máy bia Việt Nam, công ty cổ phần Ricostone, tổng công ty Posco Inc. Thì khi chúng tôi nói rằng chúng tôi có báo cáo phát triển bền vững thì ngay lập tức đối tác tiềm năng người ta cử ngay một đoàn đến để coi như là đưa thêm thông tin cũng như là thu thập thêm thông tin, và lúc đấy thì cái đánh giá của họ về doanh nghiệp gần như là khác, bởi vì là khi mà doanh nghiệp đã có cái báo cáo bền vững độc lập thì trong mắt các nhà đầu tư cái độ tin tưởng và sự quan tâm và họ sẽ cảm thấy rất là an tâm khi có những cái doanh nghiệp như thế. Theo ông Tô Vĩnh Hùng, Hội viên Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh ACCA, trưởng nhóm chấm báo cáo phát triển bền vững, năm nay có 420 báo cáo có nội dung phát triển bền vững, tăng đột biến so với con số năm 2015 là 116 báo cáo. Nhiều báo cáo thiếu những nội dung cơ bản như thông tin liên hệ, phạm vi báo cáo, đối tượng sử dụng báo cáo, cơ chế thông tin và phản hồi. Việc nhận biết, phân tích lợi ích, cơ chế thu nhận và phản hồi thông tin đối với bên liên quan vẫn còn hạn chế và chưa có bằng chứng rõ rệt trong việc sử dụng ý kiến phản hồi. Chưa có quy trình quản trị hữu hiệu để đảm bảo tính tin cậy của các thông tin và rất ít công ty có xác nhận độc lập. Thêm vào đó, vai trò của kiểm toán nội bộ trong phát triển bền vững còn hạn chế, không rõ ràng và rất ít công ty có xác nhận độc lập để nâng cao tính tin cậy của các thông tin. Đa số báo cáo còn thiếu sự phân tích số liệu, nêu lên ý nghĩa và tác động của các số liệu liên quan đến phát triển bền vững của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu doanh nghiệp đề ra thường ngắn hạn, không có sự gắn kết và thể hiện cố gắng vượt bậc, thiếu các chỉ tiêu có tầm nhìn dài hạn và lượng hóa chiến lược phát triển bền vững của công ty, không cập nhật chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp với những thách thức hiện tại trên thế giới. Các báo cáo thường chưa nêu ra được phương pháp quản trị, thu thập và đo lường chỉ số của các lĩnh vực trọng yếu của phát triển bền vững. Ngoài ra, có rất ít doanh nghiệp thực hiện phân tích tác động phát triển bền vững trên toàn chuỗi cung ứng.
Trên thị trường chứng khoán, việc tích hợp các chính sách và thông lệ về môi trường, xã hội và quản trị công ty và chiến lược và hoạt động thường ngày của doanh nghiệp trở thành xu thế tất yếu, giúp doanh nghiệp nhận diện và xây dựng kế hoạch ứng phó đối với các rủi ro. Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức và sự đánh đổi giữa phát triển kinh tế và các tác động đến môi trường và xã hội như biến đổi khí hậu, an toàn lao động và ô nhiễm môi trường. Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 1393 phê duyệt chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh để đảm bảo phát triển kinh tế một cách bền vững. Bộ Tài chính cũng đã có kế hoạch hành động của ngành thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đến năm 2020. Có thể thấy qua phóng sự vừa rồi, con số về các doanh nghiệp niêm yết có báo cáo phát triển bền vững vẫn ít để đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư trong và ngoài nước, với gần 1.000 doanh nghiệp niêm yết tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Các chuyên gia cho rằng các công ty Việt Nam đang thực hiện báo cáo bền vững không đồng nhất, không có tiêu chuẩn cụ thể, vì vậy không đáp ứng được yêu cầu từ phía các nhà đầu tư. Thì các doanh nghiệp là cần phải sử dụng báo cáo về phát triển bền vững để mà tham gia đối thoại với các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư tổ chức. Nếu mà thực sự các doanh nghiệp mà họ muốn thu hút các nguồn vốn của các nhà đầu tư tổ chức, các nguồn vốn dài hạn, thì họ nên công bố và họ nên chia sẻ các cái thông tin phi tài chính với các cái tổ chức này. Đấy, thì như hôm nay chúng ta thấy là 1.900 tổ chức tham gia đầu tư có trách nhiệm. Và cái nguồn vốn mà họ đang quản lý là đến 68.000 tỷ đô la, thì nguồn vốn này là rất là lớn. Thì chúng ta nên tận dụng để mà thu hút các nguồn vốn này thông qua báo cáo phát triển bền vững. Khi mà các anh chị thực hiện lập báo cáo phát triển bền vững thì quan trọng hơn cả nó giúp doanh nghiệp gắn kết với các bên liên quan, cụ thể là các nhà đầu tư của mình này, nhân viên của mình này và các ví dụ như công ty mẹ hay là các cái nhà quản lý như là các cái sở giao dịch chứng khoán hay là Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước vân vân. Thì đó, khi mà trong cái quá trình lập báo cáo phát triển bền vững thì chúng ta sẽ xác định được các cái bên liên quan chính là gì, và từ đó chúng ta sẽ có các cái công cụ để chúng ta báo cáo một cách minh bạch, công khai các thông tin đó cho các bên liên quan. Tiêu chuẩn GRI, một tiêu chuẩn lập báo cáo phát triển bền vững đang được áp dụng rộng rãi trên thế giới và thực hiện các bài tập thực hành giúp doanh nghiệp hiểu hơn về cách xây dựng một báo cáo có chất lượng. Thì làm cái báo cáo theo tiêu chuẩn GRI thì thực sự nó hoàn toàn miễn phí. Dĩ nhiên là nếu mà nó được tài chính thì nó không có tốn đồng nào. Tuy nhiên thì là cái sự cam kết của ban lãnh đạo nó là cái điều rất là quan trọng. Các anh chị ở đây hôm nay nếu mà thấy quan tâm về cái báo cáo bình luận thì là có cái sự cam kết của ban lãnh đạo là mình sẽ phải tốn những cái mức khởi đầu để làm cái báo cáo đó, và là cái bước khó nhất. Thật sự là các công ty ở một góc độ nào đó mà đều có báo cáo thì chúng tôi không nghĩ là hầu hết các công ty đều có báo cáo. Chúng tôi đầu tư chắc là khoảng độ 50 công ty lớn trên sàn, thì chúng tôi có thể nói là trên 50% là họ có báo cáo. Nhưng phần còn lại mà không có báo cáo thì buộc chúng tôi phải tham gia đối thoại với doanh nghiệp. Chúng tôi đến doanh nghiệp để chúng tôi tìm hiểu thêm, hoặc là chúng tôi sẽ tìm các cái nguồn thông tin khác để chúng tôi đánh giá về mức độ rủi ro vấn đề này. Không có nghĩa là nếu một công ty hiện nay không có báo cáo là chúng tôi không đầu tư, nhưng mà chúng tôi sẽ tìm hiểu để xem cái mức độ rủi ro về phi tài chính của họ là như thế nào để khi chúng tôi quyết định đầu tư. Như vậy thì điều đó có nghĩa là sao? Nếu như mà họ cung cấp thì có nghĩa là họ sẽ giúp cho chúng tôi cái công việc của chúng tôi dễ dàng hơn. Một báo cáo phát triển bền vững không chỉ thể hiện lợi nhuận của doanh nghiệp mà còn bao gồm cả những tác động phi tài chính. Dựa vào các chỉ số báo cáo, doanh nghiệp có thể đưa ra các định hướng phát triển phù hợp, phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu, đồng thời giúp các đối tác có thêm thông tin về công ty, hỗ trợ cho việc tiếp cận và đưa ra các quyết định đầu tư. Vậy làm thế nào để xây dựng một báo cáo phát triển bền vững hiệu quả? Doanh nghiệp cần phải làm gì? Cần phải hiểu báo cáo phát triển bền vững sẽ đem lại những lợi ích gì cho doanh nghiệp? Cần có hỗ trợ khuyến khích gì từ chính sách? Hãy cùng theo dõi tiếp phần ghi nhận của chúng tôi với các thành viên trên thị trường. Vì báo cáo phát triển bền vững nó là một cái công cụ để công khai minh bạch về ba yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường cho các bên liên quan, cho nên khi mà các doanh nghiệp có một số các thông tin mang tính tiêu cực thì cũng vẫn nên công bố. Nhưng quan trọng hơn cả là khi doanh nghiệp họ công bố các thông tin tiêu cực như vậy thì họ có các cách thức như thế nào để mà giảm thiểu các cái gọi là các cái tính negative impact, tức là những cái mà tiêu cực của các cái ảnh hưởng của các thông tin đó, các cái biện pháp mà giảm thiểu rủi ro để lần sau họ, quan trọng hơn cả là họ không gặp phải. Các công ty kiểm toán cũng xác định cái việc làm về phát triển bền vững và đảm bảo rủi ro thứ ba ở đây là một dịch vụ mang tính là đầu tư cho tương lai, bởi vì đấy là xu hướng trên thế giới và là xu hướng mà khách hàng của họ cũng rất quan tâm.
Khi bản việc thực hiện dịch vụ của PwC ở đây, thì lúc đó bản thân PwC Việt Nam chưa hề có bộ phận ở xưa cho phát triển bền vững. Và đấy cũng là một phần để PwC Việt Nam học được kinh nghiệm làm và đảm bảo báo cáo bền vững của PwC trong khu vực. Chính vì vậy mà lúc đó là chúng tôi cũng gần như là không phải trả một cái chi phí nào quá cao. Mà khi chúng tôi làm cái việc này thì rõ ràng là để mà đánh giá được các cái công ty về cái vấn đề mà quản trị doanh nghiệp của họ như thế nào, hoặc là các vấn đề họ quản lý nguồn tài nguyên về môi trường, về xã hội như thế nào, thì rõ ràng đây là một công tác rất là khó, không phải là dễ. Do vậy là thường là chúng tôi muốn xem coi hiện nay là công ty đã có chính sách hoặc là quy trình để quản lý tất cả vấn đề này chưa. Và thứ hai là họ có cái người để chịu trách nhiệm về vấn đề này không. Và nếu mà có thì cái quy trình đó được thực hiện như thế nào tại các công ty. Bài toán đặt ra đối với các doanh nghiệp Việt Nam là chúng ta phải xây dựng một cái chiến lược phát triển doanh nghiệp của mình để gắn với cái đánh giá tác động môi trường, gắn với cái việc phát triển bền vững không những cho cái khu vực doanh nghiệp của mình mà cùng cộng đồng xã hội, tạo ra một môi trường lành mạnh từ cái khâu bắt đầu từ khâu chuẩn bị sản xuất cho đến cái tác động đến cả khâu trong lĩnh vực gọi là lĩnh vực lưu thông. Thì để làm việc đó thì chúng ta mới hội nhập và có thể sản phẩm của chúng ta mới được thế giới chấp nhận. Đấy. Trong cái nền công nghiệp gọi là 4.0 này, thì nếu các doanh nghiệp không chủ động trong cái việc điều chỉnh cái công nghệ của mình, không chủ động trong việc xây dựng chiến lược phát triển của mình gắn với phát triển bền vững của toàn bộ hệ thống, thì chúng ta sẽ bị thị trường nó đào thải và không thể phát triển được. Do đó bài toán đặt ra cho doanh nghiệp Việt Nam để phát triển thì rõ ràng các doanh nghiệp Việt Nam việc đầu tiên phải tính đến là thứ nhất là phải đón đầu về mặt công nghệ, thứ hai là phải xây dựng chiến lược phát triển gắn với phát triển cộng đồng và gắn với cái trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp, kể cả vấn đề yếu tố xã hội một cách tổng thể. Những ý kiến vừa rồi đã khép lại chương trình chứng khoán cuối tuần này. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn và đừng quên cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.